Đây là chuyên mục sách nói, chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2. Tác giả Gu Duc Song. Lời tác giả: những bước chuẩn bị ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai 30 năm sau. Khi còn nhỏ, cha mẹ thường dạy chúng ta rằng con hãy học tập chăm chỉ, đạt điểm cao, thi đỗ trường đại học danh tiếng, con sẽ tìm được công việc với mức lương cao và đãi ngộ tốt. Ngày nay, bạn tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, phấn đấu trong công việc, ngày nghỉ đi du lịch cùng bạn bè, như vậy cũng là tạm ổn. Nhưng 30 năm sau thì sao? Bạn đã bao giờ mường tượng về cuộc sống của mình 30 năm sau? Bạn sẽ cầm tay người bạn đời của mình ngắm mặt trời mọc trên bìa Incheon Hy Lạp hay ngồi ăn cháo trắng trong ngôi nhà nhỏ bé của mình? Mỗi người chúng ta đều sẽ già đi, nhưng không ai mong muốn thu nhập hôm nay kém hơn hôm qua. Ai cũng mong mình sống lâu và không muốn phải chịu cảnh buồn tủi lúc tuổi già. Bạn đã bao giờ tính toán thử xem 30 năm sau, với vai trò làm cha mẹ, bạn sẽ có bao nhiêu tiền để cho con ăn học, kết hôn? Hay sau khi nghỉ hưu, bạn sẽ duy trì mức sống như hiện nay bằng cách nào? Bạn cần bao nhiêu tiền để làm việc đó? Giả sử hiện nay bạn 30 tuổi, bạn sẽ nghỉ hưu năm 55 tuổi và sẽ mất vào năm 80 tuổi. Hiện nay, chi phí tối thiểu cho cuộc sống ở thành phố và bảo hiểm y tế là 300.000 won một tháng. Tạm tính tỷ lệ lạm phát là 4% một năm. 25 năm sau, nếu muốn duy trì mức sống như hiện nay thì cần phải có 800.000 won một tháng. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu trong 25 năm tối thiểu cần 800.000 won một tháng nhân 12 tháng nhân 25 năm ra là 240 triệu won. Nếu thêm 200.000 won chi phí du lịch và thư giãn tối thiểu thì sẽ phải thêm 160 triệu won nữa, tổng cộng là 400 triệu won. 400 triệu won mới chỉ là chi phí cho bản thân, tổng chi phí cho hai vợ chồng tính sơ sơ cũng lên 800 triệu won. Hơn nữa, nếu có sức khỏe, bạn còn có thể sống đến 85 tuổi, thậm chí là 90 tuổi. Thêm vào đó là những chi phí không thể tính trước dành để chữa trị những căn bệnh của tuổi già. Do vậy mà số tiền cần thiết để dưỡng già sẽ có thể lên tới 1 tỷ won hoặc cao hơn nữa. Nhưng tôi sẽ tiết lộ cho bạn biết thời gian để chúng ta kiếm ra số tiền đó. Theo giả thiết trên, nếu bạn đi làm năm 25 tuổi thì thời gian làm việc là 30 năm. Thời gian nghỉ hưu là 25 năm, cũng có nghĩa là trong 30 năm đi làm, bạn sẽ phải chuẩn bị 800 triệu won, trong đó chưa bao gồm khoản tiền mua nhà, mua xe và nuôi con cái. 30 năm, 800 triệu won, tôi chắc chắn bạn đang choáng váng với những con số này. Thực ra, bạn không cần phải hoang mang đến vậy, bởi vì nhà hoạch định tài chính hàng đầu châu Á đã tìm ra đối sách cho bạn, giúp bạn vượt qua bức tường ngăn cách giữa nghèo khó và giàu sang. Hãy cùng tôi xem xét bảng tính sau. Mỗi tháng 200.000 won, 30 năm sau sẽ có 1 tỷ 200 triệu won. Nếu bạn 30 tuổi, mỗi tháng bạn chỉ cần đầu tư 200.000 won thì 30 năm sau, tức là khi bạn 60 tuổi, bạn sẽ có 1 tỷ 200 triệu won. 1 tỷ 200 triệu won đủ cho bạn và người bạn đời hưởng thụ cuộc sống an nhàn lúc tuổi già. Có thể bạn thấy điều này thật khó. Bạn đang trong độ tuổi lập nghiệp, bạn phải mua nhà, mua xe, chuẩn bị kết hôn, không thể để ra 200.000 won một tháng. Vậy thì bạn có thể lùi lại 10 năm đến khi 40 tuổi được không? Đáp án là có, nhưng bạn sẽ tổn thất hơn 900 triệu won. Từ năm 30 tuổi, mỗi tháng đầu tư 200.000 won, trong 30 năm sẽ thu lời là 1 tỷ 200 triệu won. Nhưng đến năm 40 tuổi bắt đầu đầu tư, trong 20 năm thì lợi nhuận sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 282.744.200 won. Chỉ chậm 10 năm thôi, thu nhập của bạn đã giảm đi hơn 900 triệu won.
Thời gian không chờ đợi ai cả. Nếu bạn bắt đầu hoạch định cuộc sống của mình theo cách của các nhà hoạch định tài chính ngay bây giờ, tôi tin rằng bạn không cần đến 30 năm, chỉ cần 10 năm sau thôi, bạn đã có thể ung dung hưởng thụ cuộc sống tuổi già. Có 3 tài sản lớn trong tay, bạn sẽ có cuộc sống sung túc. Sau khi đọc cuốn Thịnh Vượng Tài Chính Tuổi 30 tập 1, nhiều người đã muốn sống thêm một lần nữa. Hơn 1 triệu người bắt đầu quản lý chi tiêu và chuẩn bị cho cuộc sống 30 năm sau của mình. Một cô gái thuộc tầng lớp có thu nhập cao đã từ bỏ sở thích mua sắm đồ hiệu. Một người 30 tuổi đã thay đổi ý định từ đổi xe mới sang mua bảo hiểm dưỡng lão cho mọi người trong gia đình. Một người đàn ông 40 tuổi vô cùng hối tiếc vì không đọc được cuốn sách này sớm hơn. Tôi rất vui khi thấy được những thay đổi của độc giả. Để hướng dẫn người đọc đề ra kế hoạch tốt hơn, tôi đã viết cuốn sách này. Nếu được trẻ lại, việc đầu tiên tôi sẽ làm là tích lũy tiền cho cuộc sống sau khi về hưu của mình. Cuộc sống của tôi khó khăn như thế này chính là vì không có tiền. Tuy lúc còn trẻ tôi cũng đã từng đau đầu vì tiền, cũng đã từng bị viêm màng túi. Nhưng dù sao đi nữa, lúc đó vẫn có thu nhập hàng tháng. Tuy tôi cũng lo lắng hoang mang về tương lai của mình, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ đến nông nỗi này. Bây giờ không có thu nhập, sức khỏe cũng không được như trước, hàng ngày vẫn có nhiều khoản phải chi tiêu. Chỉ nghĩ đến điều đó là tim tôi như có dao cứa vào. Một ông lão mơ hồ nhìn vào khoảng không trung, thẳng thắn tâm sự với tôi những lời như của một kẻ bại trận. Khi ông còn trẻ, lúc đó vật giá cũng bắt đầu tăng cao, kinh tế cũng rất khó khăn. Nhiều lúc, ông cũng nghĩ về tương lai mờ mịt khi chỉ có trong tay một khoản thu nhập eo hẹp. Nhưng lúc đó vẫn còn hy vọng bởi ông còn trẻ, còn sức lực. Sau khi về hưu, ông phát hiện ra rằng vấn đề kinh tế còn nghiêm trọng hơn ông tưởng tượng. Việc không có tiền tiết kiệm đã đưa ông vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tuy rằng tiền không thể giải quyết được mọi vấn đề, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận một sự thật là một ông lão suốt ngày đau đầu vì tiền thì không thể sống vui vẻ được. Vậy thì vấn đề là ở đâu? Cả đời tôi đã phải đau đầu vì tiền, không ngờ đến lúc về hưu rồi vẫn phải gặp vấn đề đó. Chúng ta phải tiếp xúc với tiền cả đời và luôn luôn phải đau đầu vì nó. Vậy có cách nào giúp chúng ta thoát khỏi nỗi phiền muộn đó không? Hoặc ít ra có cách nào giúp chúng ta không phải đau đầu vì tiền lúc tuổi già hay không? Xuất phát từ ý tưởng này, tôi đã quyết định đặt bút viết cuốn sách này. Để giúp cho quá trình mô tả gần hơn với đời sống, tôi đã quan sát 5 nhân vật ở những độ tuổi khác nhau một cách kỹ lưỡng trong vòng 5 năm. Đồng thời để tìm ra một biện pháp khả thi giúp chúng ta không phải đau đầu về cơm ăn áo mặc khi về hưu và cụ thể hóa biện pháp đó, tôi đã thử quan sát và tư duy từ góc độ của họ. 5 nhân vật của tôi là những người có nhiều thẻ tín dụng, thường xuyên giật gấu vá vai. Đó là Chu Sốc Chun, luôn trong tình trạng bức bách, là những người tin vào sự may mắn, luôn đổ lỗi cho số phận như Oh Jun Bi, và là người công chức nhà nước sống cho qua ngày như No Byung Song, và người theo chủ nghĩa hưởng thụ cho dù mắc nợ nhưng vẫn phải ở nhà đẹp, đi xe xịn như Song Hyun Song. Và là những người coi đầu tư như một canh bạc, mong muốn sau một đêm trở thành triệu phú như Do Ji-hye. Đa số những người xung quanh tôi đều có tài sản là một căn nhà, một cái xe, mà tiền mua nhà đó là tiền vay ngân hàng. Mọi người luôn nói rằng người thân khỏe mạnh, sống yên bình hạnh phúc là niềm vui lớn nhất. Nhưng sự thật là trước mặt chúng ta có các loại hóa đơn, chi phí vô cùng lớn cho việc học hành của con cái. Ngoài ra còn có tiền trả góp mua nhà, mua xe. Chỉ riêng những khoản đó thôi đã đủ làm chúng ta đau đầu. Lãi suất ngân hàng lúc tăng lúc giảm. Điều này làm cho việc hoạch định tài chính khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên mọi người bắt đầu buông tay, tiêu tiền ngày càng thiếu suy nghĩ, chi tiêu không có mục đích. Thời gian trôi qua, đa số trong chúng ta không chuẩn bị được gì cho cuộc sống về hưu sắp đến của mình. Để giúp cho mọi người nhận thức rõ về cuộc sống sau khi về hưu không còn xa nữa, trước đây tôi đã viết cuốn Thịnh Vượng Tài Chính Tuổi 30 tập 1. Cuốn sách trên đã nhận được phản hồi tốt của bạn đọc.
cuốn sách này tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng tôi hy vọng nó cũng sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho độc giả, góp thêm một viên gạch nhỏ cho cuộc sống tương lai tốt đẹp của bạn. Những độc giả đã đóng góp ý kiến và cổ vũ nhiệt tình cho tôi, nếu có thể xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi. Sự ủng hộ của các bạn là niềm vinh dự lớn lao đối với tôi. Nội dung cuốn sách này không hoàn toàn tách biệt với cuốn trước. Sách miêu tả chi tiết hơn những việc cần chuẩn bị cho cuộc sống sau khi về hưu. Nếu cuốn sách trước được coi là đã mô tả hiện thực khốc liệt, tính cấp bách, tính tất yếu và mức độ cẩn trọng của công việc chuẩn bị cho cuộc sống về hưu, thì cuốn sách này sẽ chú trọng đến những bước chuẩn bị về tài chính và sự chuẩn bị đó được áp dụng vào đời sống thực tế như thế nào. Có thể nói, cuốn sách này là bản thực hành của cuốn sách trước. Nhân đây, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã giúp đỡ tôi trong quá trình viết sách. Đầu tiên, tôi xin được cảm ơn các độc giả đã tham gia những lần hội thảo dành cho bạn đọc và đã quyết định chuẩn bị cho cuộc sống về hưu. Tôi xin cảm ơn hai đồng tác giả cuốn sách trước là Chong Seong-jin và Choi Byung-hee. Họ đã không ngần ngại đóng góp những ý kiến vô cùng quý báu. Còn có giám đốc Chong Dae-gyu, phụ trách bộ phận nghiệp vụ cá nhân ngân hàng SC First Bank Hàn Quốc cùng các nhân viên, các khách hàng của ngân hàng cùng với các bạn đồng nghiệp tại Dasan Books đã giúp đỡ tôi trong quá trình viết cuốn sách này. Tôi cũng muốn cảm ơn những người thân trong gia đình đã lặng lẽ ủng hộ cổ vũ cho tôi. Mục đích cuối cùng của quản lý chi tiêu là đạt đến sự tự do về mặt tài chính. Cả đời không phải đau đầu vì tiền, lúc nào cần đến tiền là có thể dùng ngay. Chỉ có như vậy ta mới ứng phó được với những vấn đề sau khi về hưu. Cần biết rằng khoản tiền 200.000 won ta đã chi tiêu khi còn trẻ, nếu để dành đến lúc về hưu sẽ có ý nghĩa và tác dụng lớn lao hơn rất nhiều. Bạn cũng nên học tập chú kiến, tích lũy từng chút thức ăn một, bắt đầu chuẩn bị 3 món tài sản lớn là tài sản bảo đảm, tài sản về hưu và tài sản đầu tư. Mong rằng mỗi người trong chúng ta sau những năm tháng làm việc vất vả cực nhọc sẽ có được khoảng thời gian cuối đời an nhàn và hạnh phúc. Các nhân vật trong sách: Chu Sok-chon, 30 tuổi, làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân lớn, sinh trưởng trong một gia đình kinh tế eo hẹp, có quan niệm sai lầm về tiền. Thu nhập mỗi năm tuy không ít nhưng vẫn còn nợ ngân hàng 2/3 tiền nhà. Tiền trả góp và vay tín dụng khiến tiền lương mỗi tháng của anh không còn được là bao. Anh cũng bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau khi về hưu của mình, nhưng vì không biết cách nên anh rất buồn. Nu Byung Song, ngoài 50 tuổi, làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước. Ông chờ đợi một ngày nào đó sẽ được kế tục sự nghiệp của cha mình, vì vậy ông không hề lo lắng cho cuộc sống về hưu. Ngoài ra, nơi ông làm việc là doanh nghiệp nhà nước, ông một mực tin rằng sau khi về hưu, mình cũng có thể sống tốt dựa vào đồng lương hưu. Vợ ông vô cùng chú trọng đến đầu tư vào giáo dục con cái. Bản thân ông cũng đồng tình với quan điểm đầu tư cho con cái chính là đầu tư cho tương lai. Tiền học thêm của con chiếm phần lớn thu nhập của gia đình. Ông rất ung dung, lạc quan về cuộc sống về hưu của mình. Thứ ba là nhân vật Song Hyung Song. Ngoài 40 tuổi, làm việc trong một doanh nghiệp nước ngoài, quan điểm của ông là mỗi ngày sống là một ngày hưởng thụ. Ông đặt toàn bộ hy vọng vào bất động sản. Hơn nữa, ông cũng dùng thẻ tín dụng không tiếc tay. Tuy vợ ông cũng làm việc trong công ty lớn, có thu nhập mỗi năm tương đối cao, nhưng ông lại cho rằng mua bảo hiểm là hoàn toàn lãng phí. Ông tự tin thái quá về tình trạng sức khỏe của bản thân. Nhân vật thứ tư là Oh Jun-bi. Đây là đồng nghiệp của Chu Sok-chon, là hội viên câu lạc bộ lướt sóng. Anh ta tin vào số mệnh, không mảy may nghĩ đến việc quản lý chi tiêu và dưỡng già. Nhà anh ta ở là do công ty cấp. Anh ta cũng không tiết kiệm tiền để mua nhà, chi tiêu mỗi tháng giới hạn trong tiền lương, phần còn lại chi vào việc du lịch của cả gia đình. Nhân vật thứ năm là Du Ji-hee. Tuy trẻ tuổi nhưng được lãnh đạo công ty coi trọng,
Anh chàng ngoài 30 tuổi này thường mang hết số tiền lương của mình đầu tư vào cổ phiếu. Càng kiếm được nhiều tiền, anh càng khao khát kiếm nhiều hơn nữa. Do đầu tư cổ phiếu rủi ro lớn mà lợi nhuận cũng cao, nên mặc dù đã thua lỗ vài lần nhưng anh vẫn không thoát khỏi cơn mê cổ phiếu. Anh ta coi thường đầu tư dài hạn và ổn định, chú trọng đầu tư cổ phiếu OTC, và những tin tức nội bộ từ người môi giới đã khiến anh ta khốn đốn nhiều phen. Có thể nói, anh ta là một người theo chủ nghĩa cơ hội. Nhân vật cuối cùng là giáo sư Masu. Đây là giám đốc điều hành công ty tư vấn GBE chi nhánh châu Á. Sau khi chỉ ra những quan niệm sai lầm và bảo thủ về tiền bạc của Joseph John, nhắc nhở anh nên quản lý chi tiêu để đảm bảo thu nhập của mình. Để làm được việc đó, cần có thói quen chi tiêu chính xác và phải tuân theo một số quy luật đầu tư nhất định. Ông đã giúp đỡ Joseph John rất nhiều trong việc hoạch định mục tiêu cuộc sống của mình. 8 giờ 55 phút trong thang máy. 8 giờ sáng, Joseph John đang đứng đợi thang máy. Anh bắt đầu hối hận vì mình đã ngủ nướng. Tàu điện ngầm buổi sáng kẹt cứng người, cứ như là bến tàu địa ngục. Anh bắt buộc phải chen chúc trong cái bến tàu địa ngục đó. Xem ra quyết định đưa chìa khóa xe cho vợ đi họp lớp là một quyết định sai lầm. Hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu lách vào những khe hở, những tiếng kêu, những khuôn mặt méo mó, những thân người nóng lực vây chặt lấy anh. Không thể tin nổi, đó lại là khởi đầu của một ngày tốt đẹp. Đó chính là nguyên nhân khiến anh vẫn lái xe đi làm mặc dù giá xăng đã cao ngút trời. Anh chạy vội vào sảnh công ty, lúc này đã là 8 giờ 55 phút, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ làm. Lần nào cũng vậy, tuy đã ra khỏi nhà sớm nhưng lúc đến nơi vẫn xa giờ làm. Điều này có lẽ đến nhà triết học Khan cũng không thể giải thích được. Chu Súc Tròn cười trừ, không đến muộn là may rồi. Dây thần kinh của Chu cuối cùng cũng được trùng xuống, anh vừa đợi thang máy vừa chỉnh lại trang phục của mình. Ôi, chủ nhiệm Chu, hôm nay anh lại đến sớm 5 phút rồi. Chúng ta sắp họp mặt những người đến sớm 5 phút thường xuyên gặp mặt nhau trong thang máy được rồi đấy. Chủ nhiệm Sim Hôm Nam cùng bước vào công ty nói đùa. Anh ta cũng là gương mặt quen thuộc ở sảnh trong thời điểm này. Chu Súc Tròn cười, những người khác trong thang máy cũng cười. Sau khi chào hỏi các đồng nghiệp, vừa ngồi vào chỗ là Chu Súc Tròn lập tức mở bảng khớp lệnh HTS. Nếu không xem được giá của mấy loại cổ phiếu đang đầu tư thì cả ngày nay chắc anh không thể làm được gì. Thực ra trên đường đi làm, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến cổ phiếu. Anh nhìn một lượt bảng cổ phiếu, chuyện gì xảy ra thế này? Tất cả cổ phiếu đều đang giảm, chỉ có loại anh đầu tư là vẫn đang tăng mạnh. Nếu cứ đà này thì trong sáng nay sẽ tăng kịch trần. Gương mặt Chu Súc Tròn lộ rõ vẻ vui mừng, đôi vai anh cũng thả lỏng ra. Đúng như mình dự đoán, đầu tư hết 30 triệu won quả là một quyết định thông minh. Đàn ông làm việc gì cũng phải dứt khoát, khi có cơ hội là phải ra tay ngay. Sau khi biết tin vui này, Chu Súc Tròn phấn chấn lạ thường, anh huýt sáo đi ra sảnh uống cà phê. Đúng lúc đó, trưởng phòng Trang đi tới. Trưởng phòng Trang, cuối tuần vui vẻ không? Chu Súc Tròn hỏi thăm trưởng phòng Trang. Chủ nhiệm Chu, hôm nay có chuyện gì mà vui thế, chẳng bù cho tuần trước. Ha ha, vậy sao? Đúng là có chuyện vui, lúc nào rảnh tôi kể cho anh nghe. Hôm nay tôi mời anh ăn trưa nhé. À, hay thế này đi, hôm nay tôi mời cả phòng chúng ta ăn trưa. Chủ nhiệm Chu, anh trúng quả đậm à? Chu Súc Tròn vừa nói xong, cả phòng xôn xao hẳn lên, mọi người vây lại quanh anh. Ha ha, có người mời ăn cơm thì cũng tốt thôi, nhưng anh vui cũng mời ăn cơm, con gái đi học mẫu giáo cũng mời ăn cơm. Nếu cứ như vậy thì tiết kiệm được bao nhiêu? Bữa trưa này cứ coi như anh đã mời rồi, anh đừng lãng phí quá. Câu nói của trưởng phòng Trang làm mọi người trong phòng trầm xuống, quay lại chỗ ngồi của mình. Ôi, sao anh lại nói vậy? Tôi tự nguyện mà, anh không thể bảo tôi sống theo cách của anh được, làm vậy mọi người mất vui. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiết kiệm, 10 năm mới đổi được cái xe cũ, vậy thì lúc nào mới giàu lên được?
Chu Sốc Chun nhìn trưởng phòng Trang nói nhỏ. Trưởng phòng Trang, chẳng phải anh cũng có không ít tài sản sao? Ngoài nhà và xe, chỉ tính riêng tiền mặt cũng phải hơn 500 triệu won. Phó phòng Chu ngồi ngay cạnh đó cũng quay sang Chu Sốc Chun nói. Đúng vậy, cha mẹ anh ấy đều giàu có, sau này tài sản chẳng phải của anh ấy hết sao? Giàu vậy mà không đổi cái xe mới, lại cứ sống khổ sở. Là lụn nơi công sở hơn 10 năm, Chu Sốc Chun ngày một chán nản, thỉnh thoảng lại nghe câu chuyện ông A vừa trúng cổ phiếu hay bà B vừa bán đất qua một đêm trở thành triệu phú. Anh càng buồn chồn không yên, không còn tâm trí đâu mà làm việc. Tháng nào anh cũng bận rộn vì khoản tiền lương 4 triệu won. Đối với anh, cuộc sống như vậy là quá bần hàn. Vậy nên anh đã lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu. Lúc đầu anh còn tuân thủ theo nguyên tắc đầu tư mua cổ phiếu Blue Chip và bình tĩnh chờ đợi. Nhưng sau vài phiên giao dịch, chỉ cần cổ phiếu đang nắm giữ vừa tăng giá, anh liền mua vào thật nhiều. Bây giờ ngay cả trong giờ làm việc, anh cũng vùi đầu vào nghiên cứu giá cổ phiếu. Nếu đến khi đóng phiên giao dịch không có biến động gì lớn thì chỉ riêng tháng này anh đã kiếm được 2 triệu won. Nên đầu tư vào cổ phiếu sớm, thế là phí mất 10 năm làm việc ở công ty. Chỉ cần để tâm nhiều hơn đến vấn đề này thì cho dù không có thể trở thành tỷ phú thì cũng có thể kiếm thêm một khoản tiền. Không hiểu sao trước đây mình lại không nghĩ ra. Chu Sốc Chun thu xếp đồ chuẩn bị tan sở. Khi ra về, anh đi đến một hiệu sách lớn gần cổng công ty, trong đó có rất nhiều loại sách. Anh tìm đến quầy sách quản lý tài chính. Nhìn qua một lượt, anh thấy buồn vô cùng. Cả một quầy sách như vậy mà không có một cuốn sách nào phù hợp với tình trạng kinh tế của anh lúc này. Anh vừa lật dở mấy trang sách, vừa chìm vào suy tư. Lúc đi học, mình cũng thấy khá may mắn, cứ nghĩ sau này cuộc sống sẽ thuận lợi. Thế rồi lăn lộn mấy năm, ý chí kiên cường trước đây mất dần đi. Kiểu người vừa không có tiền vừa khô như mình, chỉ có thể làm thuê cả đời, mệt mỏi đến vậy rồi vẫn bị người ta dọa đuổi việc. Chỉ có tiền mới kiếm ra tiền, mình phải nhanh chóng đi đào mỏ vàng đầu tiên trong cuộc đời mình thôi. Nếu lần nào đầu tư cũng được may mắn như lần này thì thành công cũng không còn xa nữa. Ngày mai đừng nghỉ, mình phải tranh thủ nghiên cứu thêm về cổ phiếu. Tìm được hai cuốn sách về cổ phiếu, Chu Sốc Chun ra khỏi hiệu sách, lên tàu điện trở về nhà. Trong tàu điện ngầm vô cùng ồn ào, nhưng cho dù có ồn ào hơn nữa, cũng không ngăn cản nổi trí tưởng tượng và nỗi phấn chấn trong lòng anh. Đúng vậy, cứ quyết định vậy đi, mình sẽ làm như vậy. Nếu gặp thời cơ thì hành động quyết đoán. Điều này sẽ giúp bạn tiến thêm một bước trong việc chuẩn bị cho cuộc sống về hưu. Nếu không, cả cuộc đời bạn sẽ không có gì thay đổi cả.